thuốc lá điện tử cấm hay quản. Khi bước chân vào trường đại học, tôi đã làm một việc mà sau này mỗi lần nghĩ lại tôi bật cười vì sự ngớ ngẩn ngây ngô. Hút thuốc để tỏ ra mình đã lớn, để trông ra gì đó trước mấy bạn gái cùng lớp. Hồi đó nghèo nên sinh viên bọn tôi hút thuốc lá rẻ tiền, bông sen không đầu lọc. Chỉ khi nào ngày từng chiều